À, dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy nghiền ngô A180. Hôm nay em sẽ test năng suất tối đa của chiếc máy này. Đấy. Bên em có chuẩn bị 60 cân ngô, 60 cân ngô hạt để vỡ bằng chiếc máy A180 này. Chiếc máy A180 này em sẽ nói sơ qua một chút, là con A180 sử dụng mặt đá là phi 18. Motor là motor 2,2 kW 3 HP của điện cơ toàn phát, tốc tua là 1400 vòng một phút, lai với cái vô ly 12/12, đảm bảo tốc tua nó ok. Hôm nay thì em sẽ sử dụng chiếc máy này để vỡ 60 cân ngô, xem năng suất là bao nhiêu nhá. Các bác tính cái thời gian từ lúc mà em mở cái họng chặn nhá. Điện đã cắm lên, bây giờ em sẽ cho ngô vào. À, vì là vỡ to nên các bác cứ mở hết cỡ ra nhé, năng suất nó sẽ đạt tối đa đây. Đây thì em sẽ mở ra đây. Và chúng ta có thể thấy tốc độ xuống cực nhanh, đạt ngô vỡ đều, vỡ một cái.
chậu đấy. Ở chậu đấy. Các bác, em vừa chạy xong vỡ xong 60 cân ngô các bác nhé. Đây em sẽ đổ hết thành quả của chúng ta trong 8 phút. Đây, được 200 ngô rất là đầy. Đó. Thì em đã vỡ xong 2 chậu ngô rơi vào khoảng 60 cân trong vòng khoảng chừng ngoài 8 phút một chút xíu thôi. Các bác có thể nhìn thấy. Chúng ta sẽ tiến lại gần hơn một chút. Để xem cái thành quả chúng ta vỡ rất là đều, rất là đẹp. Cái lượng bột nó chỉ rơi vào chừng 8 đến 10% thôi. Chiếc máy này để vỡ những cái hạt ngũ cốc như hạt ngô để cho gà, cho chim ăn thì cực kỳ là tuyệt vời. Đó là đặc cấp nhất đấy ạ. Vì là bột nó lượng bột nó ít, không giống như các dòng vua sàng. Thì trên đây em đã test năng suất tối đa thì 8 phút được khoảng 60 cân. Các bác sẽ nhẩm tính ra được 1 giờ nó sẽ còn được khoảng bao nhiêu nhá. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ.
Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video em. Quý vị tìm kiếm điện máy Bình Dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.